Đá lưỡi vào đâu để khiến cho chị em mê mệt nhất hả Phương? Tất nhiên là Hà Le rồi anh ạ. Ở đó là một cái nơi chứa tới 8.000 dây thần kinh cảm giác, mà anh em chỉ cần có cái lưỡi tốt, cái ngón tay giỏi. Khi mà anh em đụng vào cái điểm vàng đó thì chị em á chỉ có mà kéo lũ về giường thôi, khiến cho chị em có ham muốn hơn, hưng phấn hơn và dễ lên đỉnh hơn. Vậy nên á, anh em đừng quên bỏ qua điểm cực khoái này nhé. Có hai loại cực khoái ở phụ nữ. Thứ nhất đó là cực khoái nông, đó là sự kích thích nhẹ nhàng, sau đó là tăng dần kích thích liên tục lên âm vật, hay còn gọi là hạt le. Và thứ hai đó là cực khoái sâu, là việc kích thích vào điểm G ở bên trong cô bé bằng cậu em trai hoặc là bằng tay. Thông thường thì chị em phụ nữ rất khó để đạt được cực khoái sâu, và đa phần họ chỉ đạt được cực khoái nông mà thôi. Các anh nam hãy lưu ý điều này nhé. Tại sao đàn ông khi đi ra ngoài gặp gà móng đỏ thì lại cứ bị mê? Bởi vì cái cuộc yêu ở nhà với đối tác của mình bị nhàm chán, bị mất cảm xúc. Thứ hai đó là cái đối tác của mình không có nghệ thuật giường chiếu, không có cái nghệ thuật phòng the, không có cái nghệ thuật tình ái, thì chắc chắn rằng là các anh trai sẽ cảm thấy là thèm cái khác. Và khi mà người ta thèm thì người ta sẽ phải đi tìm, đúng không ạ? Đi ra ngoài gặp các con gà móng đỏ, họ làm một cách rất là công nghiệp, họ yêu công nghiệp, họ làm công nghiệp, họ làm sao để cho các anh cảm thấy ok, xong là ăn tiền. Họ không có cái tình cảm với các anh, đương nhiên rồi. Nhưng mà đàn ông đôi khi chỉ cần xả thôi, chỉ cần giải quyết cái nhu cầu của mình là được, đúng không ạ? Chứ mà cũng không cần thiết là phải yêu đương, phải thăng hoa, phải rồng rắn lên mây, cảm xúc phải tràn đầy ra cũng không cần, đúng không ạ? Các anh chỉ cần một người mà người ta biết cách để vuốt trụ này, có một người biết xa la 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 la, có một người biết kích hoạt các điểm huyệt yêu của các anh trai để cho các anh trai có thể thăng hoa và happy hơn, là các anh trai thấy ok rồi, là các anh cảm thấy rất là ổn và các anh hạnh phúc, đúng không ạ? Đó là các anh chỉ cần như thế thôi, là chị em phụ nữ chúng em bây giờ cũng ít những người phụ nữ mà có thể lên giường nằm im như một khúc gỗ. Đa số chị em phụ nữ đều biết cách làm sao để hâm nóng tình yêu, hâm nóng được cái chuyện chăn gối, biết cách làm sao để cho các anh có thể là hạnh phúc hơn khi làm cái chuyện yêu với mình. Còn một số các chị em phụ nữ thì vẫn chưa được mở lòng, nghĩ là cái chuyện đói hay ho gì mà đi học, hay ho gì mà lại đi nghe lời người ta chia sẻ, hay ho gì mà lại đi phá cách lên. Các cụ ngày xưa thì chỉ chiến thôi, trai trên gái dưới cứ thế mà phang thôi, vẫn có một đàn con thế thôi. Cần gì mà phải 69 rồi con khỉ khát sữa, hay là cún ghi rồi trẻ lạt trẻ tre, những cái thứ đấy thì là những cái gì? Tiên ông trồng củ cải là cái gì, đúng không ạ? Các chị em phụ nữ đều gạt đi, họ không thấy cần thiết phải đi học những cái đấy. Sai, sai thật sự. Cái cảm xúc yêu nó rất là quan trọng luôn. Kỹ năng cảm xúc yêu nó cực kỳ quan trọng đối với cặp đôi khi mà lên giường. Các anh trai đã cố gắng này, đã cố gắng để cho có một củ khoai mập mạp đần đẫn, cố gắng để làm cho chị em phụ nữ hạnh phúc hơn trong cuộc yêu, cố gắng để kéo dài cái thời gian để chấm dứt cái tình trạng là chưa đi đến chợ đã hết tiền. Cố gắng hết sức để nâng tầm cuộc yêu thì chị em phụ nữ sẽ đón nhận cái điều đấy, đón nhận với cái tâm hồn đẹp, cả một cơ thể đẹp và một tình yêu đẹp, để người ta cảm thấy là cái sự cố gắng của người ta là hạnh phúc. Vì vậy, ai cần em Phương hỗ trợ để kéo dài thời gian nâng tầm cuộc yêu thì các anh trai hãy dùng bộ đôi cao xỉn số và kẹo đồ gió nhà bên em Phương nhé. Hãy dùng cao xỉn số để có thể là kéo dài thời gian yêu theo mong muốn của mình. Dùng cái kẹo đổi gió để thằng em trai to hơn, dài hơn, đần đẫn cân quốc hơn, to hơn, dài hơn từ 2 đến 3 cm, chiến nhiều hiệp mà không biết mệt, cảm xúc chiến đấu hiệp 2, hiệp 3 y nguyên so với hiệp đầu tiên, và khiến cho chị em có thể thăng hoa nhiều lần trong một cuộc yêu. Anh em nào cần tư vấn chi tiết về bộ đôi hoàn hảo cao A Quang và kẹo đổi gió thì có thể kết nối theo số hotline hoặc là nhắn tin cho em Phương để được tư vấn bảo mật nhé. Con sò của chị em thì có vị gì? Anh ơi, thật ra nếu như muốn biết vị của con sò của chị em phụ nữ như thế nào thì các anh phải trải nghiệm mới có thể biết được. Vị của mỗi cô gái thì sẽ khác nhau. Có người thì có vị chua chua, có người thì có vị dịu dịu, có người thì vị thanh thanh, còn có người thì lại có mùi vị tổng hợp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi người sẽ có một cơ địa khác nhau, mỗi người sẽ có mỗi lần gọi là vệ sinh khác nhau. Thế nên nó không thể khẳng định được là từng cô bé của các chị em sẽ có vị gì được. Các anh phải là người thẩm thì các anh mới có thể biết được.
Thường thì chị em phụ nữ chúng em sẽ có một tư duy, đó là nếu như mà cái đấy mà không sạch, không thơm, không sạch sẽ rồi không đảm bảo thì sẽ không thể nào mà cho các anh mương máng đâu. Không thể nào mà tự tin được, nên là các anh gọi là cứ thoải mái đi. Chỉ sợ là khi mà các anh mương máng kiểu gọi là kinh điển quá, mương máng kiểu tận cận tâm quá ấy, thì chị em phụ nữ sẽ gọi là thích quá, phê quá, xong rồi cuối cùng lại phê quá ra nhiều nước quá, khiến cho các anh lại nhạy cảm quá và không thể nào mà gọi là kìm hãm được, và không thể nào mà kiểm soát được cái thời gian yêu theo mong muốn của mình, dẫn tới cái việc đó là mình bị nhanh ra chờ sớm, lại không thể nào kiềm chế được. Chứ còn các anh trai mà cứ mương máng tận tâm mà lại kiểm soát được thời gian yêu của mình thì các anh cứ thoải mái đi các anh ạ. Anh trai nào mà chỉ được có 2-3 phút muốn kéo dài thời gian chiến đấu lên 15-30 phút mương máng tận tâm gọi là nước nôi đầm đìa rồi thì hãy trải nghiệm ngay ca xỉn xú và kẹo đổi gió của bên em Phương nhé. Ca xỉn xú thì các anh có thể giúp cho các anh có thể kéo dài thời gian yêu theo cái mong muốn của mình. Khi nào các anh muốn ra thì các anh chỉ cần dập nhanh, dập mạnh với tốc độ cao thì mới có thể ra được. Còn các anh khi mà sử dụng kẹo đuổi gió của bên em thì các anh chỉ cần ngậm trước cuộc yêu khoảng tầm 30 phút thì sẽ khiến cho thằng em trai gọi là to đần đẫn này, to hơn, dài hơn từ 2 cho đến 3 cm, và đặc biệt đó là cái cảm xúc chiến đấu của hiệp 2, hiệp 3 vẫn y nguyên so với hiệp đầu tiên, và các anh có thể chiến 2-3 hiệp và vẫn không muốn cảm thấy dừng. Và đồng thời đó là khiến cho chị em có thể là lên đỉnh 3-4 lần trong một cuộc yêu. Anh em nào mà cần tư vấn kỹ hơn về ca xỉn xú và kẹo đổi gió thì các anh có thể kết nối trực tiếp với em Phương nhé. Cô bé của chị em phụ nữ sẽ ra sao khi mà đã lên tới nóc rồi? Nếu mà lên tới nóc, mà lên tới nóc đúng nghĩa ấy thì lúc mà các anh đã đưa vào, rút ra thì cô bé sẽ gọi là phồng phồng, gọi là vẫn cứ căng tròn, co bóp giật giật. Vì sao ạ? Vì lúc đấy là chị em sẽ có cảm giác như là vẫn đang thổn thức. Lúc đấy mà nếu như mà ở phía trên, các anh sẽ nhìn thấy phụ nữ kiểu như là nhắm mắt lim dim, đôi môi hờ hững, thì ở bên dưới cũng thế. Mặt sao thì ngao vậy. Bởi vì sau khi mà lên được tới nóc rồi thì chị em phụ nữ sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những người thì đờ đẫn, có những người thì mơ màng, và có những người thì lim dim, còn có những người thì gọi là cười này, có những người thì lại gọi là khóc. Mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau. Nhưng nếu mà anh hỏi là nếu mà yêu lâu, yêu nhiều thì cái cô bé của chị em có bị mệt không? Thì em cũng xin đại diện cho các chị em phụ nữ trả lời luôn, đó là xin một lần được mệt. Thà là được mệt còn hơn là không mệt một chút nào, không có một cái cảm giác gì cả, quẹt qua, lướt qua đã ra rồi. Và thật sự chị em phụ nữ rất là thích cái cảm giác khi mà các chị em đã ra rồi nhưng mà các anh vẫn gọi là để bên trong, rồi chị em phụ nữ sẽ tự điều khiển, tự co bóp, ôm trọn lấy củ khoai của các anh thật chặt, ôm thật chặt để có cái cảm giác đó là tận hưởng, để được ủ phê. Lúc này ấy, thì các anh trai không cần phải là đưa ra, đưa vào, mà các anh chỉ cần đó là nhẹ nhàng, sau đó là các anh trai sẽ để ở bên trong để cho chị em phụ nữ gọi là ủ phê, vì cái thời gian mà các chị em lên tới nóc nó dài hơn các anh rất nhiều. Bọn em lên tới nóc từ 15 đến 51 giây, nhưng mà riêng em Phương và một số bạn của em ấy thì có thể lên tới nóc đến 1 phút luôn đấy các anh ạ. Nếu như mà các anh trai mà biết cách, biết những cái gọi là nghệ thuật, biết những kỹ năng phòng the để giúp cho chị em phụ nữ gọi là thích hơn, phê hơn, mê hơn khi ở trên giường, thì nhớ là phải ủ phê cho các chị em phụ nữ thật là kỹ nhé. Bởi vì cái con ngao của các chị em, con sò của các chị em phụ nữ lúc mà làm xong rồi nhưng mà nó vẫn muốn gọi là hoạt động, nó vẫn muốn được gọi là mân mê, vuốt ve và che chở đấy. Đấy là cái trường hợp mà được lên tới nóc. Còn có những trường hợp mà không lên tới nóc được, 2-3 phút là các anh đã ra rồi, gọi là mới chỉ bập bập qua hàng nước thôi, các anh đã ra mất tiêu rồi, thì làm sao mà có cái cảm giác gì đúng không nào? Làm sao mà gọi là co bóp giật giật được? Trời ơi, cái lúc đấy gọi là đang tiêu nghỉu, đang ấm ức vì không được mà lên tới nóc đấy các anh ạ. Chưa được gọi là thích thú gì cả.
Nếu như mà các anh muốn kéo dài thời gian lâu hơn, khỏe hơn thì các anh có thể dùng bộ đôi cao xỉn xú và kẹo đổi gió nha, bên em Phương nhé. Cao xỉn xú thì giúp cho các anh có thể kéo dài cuộc yêu theo mong muốn của mình, còn kẹo đổi gió giúp cho thằng em trai gọi là to hơn, dài hơn, đần đẫn hơn, dài hơn, to hơn từ 2 đến 3 cm. Và khi mà các anh chiến hiệp 2, hiệp 3, cái cảm xúc y nguyên so với hiệp đầu tiên và khiến cho chị em có thể thăng hoa 3-4 lần trong một cuộc yêu. Anh em nào mà cần tư vấn về bộ đôi hoàn hảo cao xỉn xú và kẹo đổi gió bên em Phương thì có thể kết nối ngay với em Phương nhé.